trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa tháng 4 năm 1975. Sài Gòn thất thủ Thứ ba ngày 29 tháng 4 Đêm qua, Sài Gòn lại mất ngủ một lần nữa. Suốt nhiều giờ, pháo 130 và dốc kép 122 bắn như dã dò vào sân bay Tân Sơn nhất, cách trung tâm thành phố 7 km, từ sân thượng trên tầng thứ 10 khách sạn nơi tôi ở, tôi nhìn thấy bùng lên những khối lửa mỗi khi có một chiếc máy bay bị trúng đạn. Những chiếc máy bay đậu dàn hàng trên bãi sát cánh với nhau lần lượt bị nổ vỡ. Thỉnh thoảng một đám lửa hình nấm màu da cam lại bùng lên rất cao. Đó là một kho đạn đang nổ tung. Dạng sáng thứ ba 29 tháng 4, mọi chỗ chung quanh thành phố thủ phủ bị bao vây đều bốc lên những cột khói từ những đám cháy. Pháo tiếp tục bắn, hầu như không lúc nào ngừng. Khoảng xế chiều một chiếc xe Mercedes màu đen cắm cờ Nam Việt Nam màu vàng có ba giải đỏ chạy ngang oai vệ tiến vào sân bay, vượt qua trạm gác đặt lơ lông một tháp súng đồ sộ bằng thép, phóng thẳng tới trại David là nơi từ hai năm nay đang hiện diện tiểu ban quân sự Việt Cộng và Bắc Việt. Trong doanh trại có những gian nhà làm bằng gỗ được thành lập theo Hiệp định Paris. Từ trên xe, một người bước xuống. Đó là đặc phái viên của ông Nguyễn Văn Huyền, cựu chủ tịch Hạ viện đã từ chức từ năm 1971, do bất đồng với Nguyễn Văn Thiệu. Tướng Minh sau khi nhận chức Tổng thống, đã cử ông Nguyễn Văn Huyền làm phó, đặc biệt phụ trách thương lượng với những người gọi là phía bên kia. Vị đặc phái viên này được cử tới đây để hỏi các sĩ quan Việt Cộng và Bắc Việt, những người suối đêm qua đã phải nằm dưới hầm tránh đạn pháo, những điều kiện để thực hiện ngừng bắn và được trả lời. Các ông đã biết cả rồi đó. Chúng tôi đã cho công bố đầy đủ những điều kiện này trên đài giải phóng trong buổi phát thanh ngày thứ Bảy 26 tháng 4. Ở Sài Gòn, tối nào người ta cũng nghe lén đài phát thanh giải phóng của Việt Cộng và được biết những điều kiện ngừng bắn này gói gọn trong hai điểm. Một là tất cả những người Mỹ phải rút khỏi Nam Việt Nam. Hai là toàn bộ quân đội, cảnh sát và chính quyền Nam Việt Nam phải giải tán. Đặc phái viên vội quay trở về dinh độc lập báo cáo lại câu trả lời rất rõ ràng cụ thể như trên. Xin chào ông Ma Ưng. Ừ. Cuối buổi chiều, đặc phái viên lại quay lại sân bay Tân Sơn nhất lần thứ hai trong khi những chiếc máy bay lên thẳng to tướng của công ty Air America tiếp tục cuộc thao diễn hàng không huyền ảo. Đại sứ Mỹ Graham Martin trước khi ra đi báo tin muốn gặp vị đại sứ Pháp láng giềng là ông Jean Mary Merrillon. Đại sứ Pháp rất ngạc nhiên, nhưng ông Martin chỉ nói một câu, tôi muốn chào ông trước khi ra đi. Nói xong, Graham Martin lên máy bay lên thẳng, cất cánh từ sân thượng sứ quán Mỹ. Cũng trong lúc này, Tướng Nguyễn Cao Kỳ gọi điện thoại tới tướng Minh, nói: "Phải kháng cự, ngài không có quyền đầu hàng, phải chiến đấu tới cùng, cho tới người cuối cùng, ngài nghe tôi nói đấy chứ, đến người cuối." Tướng Minh đặt ống nghe, không trả lời. Mỗi khi người Mỹ rời khỏi một căn hộ hoặc một biệt thự là lập tức bọn hôi của sông đến từ khắp mọi nơi trong thành phố, chúng đẩy cổng, phá vỡ cửa sổ rồi thẳng tay vơ vét. Có thể nói đây là lũ châu chấu đang ảo xuống một đồng lúa ở châu phi chính tôi đã nhìn thấy tận mắt bọn này cướp phá trụ sở của hội cơ đốc giáo mỹ trợ giúp những người bị nạn đặt trong một biệt thự giữa khu phố trung tâm sài gòn chỉ trong vòng chưa đầy một giờ mọi vật trong nhà đã bị vét hết từ các máy chữ các bìa đựng hồ sơ bàn ghế sữa hộp nước quả hộp quạt máy cho đến cả những cuộn giấy vệ sinh cảnh sát để mặc còn những binh lính ở vọng gác bên cạnh thì tiếp tay cho lũ trộm cướp hoành hành các tàu sân bay đón đợi ở ngoài khơi trời đã sầm tối máy bay lên thẳng vẫn quần đảo ầm ì trên vùng trời thành phố có tới ba chục sân thượng được sửa sang thành bãi đáp của máy bay lên thẳng những bãi này đều được đánh số bằng lân tinh để máy bay có thể nhìn rõ trong đêm tối có nơi còn bố trí cả đèn điện làm tín hiệu đôi khi dùng cả đuốc đóm nữa hàng nghìn người việt nam ngóng đợi máy bay suốt nhiều giờ tôi biết những phi công lái máy bay lên thẳng trong quân đội nam việt nam đã tính toán chuẩn bị mọi việc để đến phút cuối cùng sẽ ra đi cùng với gia đình họ đã sửa sang bãi đáp trên sân thượng đến giờ hẹn họ đưa tất cả mọi người đến tầng thượng đã thuê sẵn để dùng trong trường hợp này và sau đó họ phá luôn thang máy để không ai có thể ngăn cản họ ra đi nữa rồi máy bay đáp xuống tất cả mọi người chui vào trong máy bay bốc lên trước tiên bay cao sát nóc nhà, rồi bay sát mặt biển để tránh súng phòng không của Việt Cộng, ra tới ngoài khơi mới vọt thẳng lên cao. Ở vị trí này có thể quan sát thấy những tàu chiến của hạm đội 7 đang túc trực ở phía xa. Những chiếc tàu này đậu cách vũng tàu 30 dặm biển. Các máy bay lên thẳng lần lượt đáp xuống bong tàu sân bay. Một số gặp tai nạn, không có thời gian để đưa những chiếc máy bay này vào khoang chứa bằng cần cầu. Cũng không còn chỗ để kéo chúng đỗ xếp hàng trên bong tàu đã quá chật. Thế là sau khi người cuối cùng đã bước xuống khỏi chiếc chi núc hoặc chiếc bèo, chiếc máy bay lên thẳng này bị vứt luôn xuống biển. Thành phố bỏ mặc cho cướp phá. Vào lúc đã khuya, tôi chứng kiến một cảnh lạ lùng ở gần nhà hàng Continental. Chính những nhân viên cảnh sát ở trạm gác gần đó vơ vét của cải từ một cư xá lớn của người Mỹ đã bỏ đi. Vào giờ phút khuya khoắt này, họ chú ý đặc biệt đến các đệm mút trên giường. Từng người một, theo nhau mang vác, chuyển cẩn thận về đồn cảnh sát. Đến 9 giờ sáng, chiếc máy bay lên thẳng trở nặng cuối cùng mới rời khỏi khu vườn của sứ quán Mỹ. Lập tức, tòa nhà bị cướp phá luôn. Cũng vào giờ phút này, nhiều cảnh điên loạn diễn ra trên bờ sông Sài Gòn. Gần trụ sở bộ tư lệnh hải quân có tới hàng nghìn người cố trèo lên ba chiếc tàu biển. Cũng như ở Đà Nẵng tháng trước, mọi người đánh nhau để chen một chỗ đi lên chiếc cầu hẹp lên tàu. Nhiều người bám vào thành tàu, vào những chiếc tàu cứu sinh. Đám người dày đặc chen kín cả cầu tàu, quang tàu. Vừa lúc đó, một chiếc xà lan chở đạn đi qua, hàng trăm con người khốn khổ mang hành lý cố chạy đuổi theo, không cần biết chiếc xà lan này sẽ đi tới đâu, họ cứ nhảy ảo lên tàu. Nhưng chiếc xà lan này không đi đâu cả, nó cứ quay tròn hàng giờ như là những tàu tuần tiễu siêu tốc. Tất cả những họng súng trung liên đều chĩa vào kẻ thù vô hình, trong khi đạn pháo không ngừng bắn tới mỗi lúc một dữ dội. Tại biến số 5, xa hơn một chút những cảnh tương tự cũng diễn ra chung quanh bốn hoặc năm chiếc tàu đánh cá. Có những người hay còn trẻ chĩa súng ngắn vào chủ tàu đòi phải đưa họ ra biển xa. Nhưng các chủ tàu rất rẻ rặt khôn ngoan vì biết dòng sông đã bị thả mìn và trước khi ra tới biển đông tàu của họ có thể bị vỡ tung. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, có một chiếc tàu nhỏ bị nổ vỡ ngay giữa lòng sông. Một số mặc quần đùi tháo chạy. Đi về phía bến cảng, tôi được chứng kiến cảnh hỗn loạn của đám lính bảo vệ trụ sở bộ hải quân họ đã thay thường phục để chạy về nhà. Những tốt đi đầu nhảy lên xe máy Honda hoặc xe Jeep phóng thật nhanh. Những kẻ chậm chân hơn, đi xe đạp hoặc đi bộ, men theo bờ tường. Bọn cuối cùng không còn quần áo để thay nữa. Thế là chúng cởi bỏ quân phục ngay giữa phố, vứt trên đường áo chẽn, quần dài của bộ quân phục, chỉ còn may ô quần đùi, cứ thế chạy, giữa lúc trận mưa gió mùa đổ ấp xuống. Đường phố chất đầy mũ sắt, quần áo lính, áo nịt chống đạn, súng trường, băng đạn, lựu đạn, vỏ đạn, giày nhà binh. Các ngõ ngách Sài Gòn cũng vậy. Hàng chục ngàn binh lính và sĩ quan đã vất vũ khí, vội vã chuyển thành dân thường. Từng phút, từng phút một, tôi nhìn thấy tan rã ngay dưới mắt mình. Một trong những đội quân được trang bị nhiều vũ khí nhất thế giới, một bộ máy chiến tranh trị giá hàng nhiều triệu đô la trích từ khoản thuế đóng góp của người Mỹ. Một cảnh sát tự sát. Vào lúc 11 giờ rưỡi, một tiếng súng nổ gọn trước tòa nhà quốc hội một người nằm ngã vật dưới chân đài tử sĩ tôi vội chạy đến đó là đại tá hồ hồ là sĩ quan chỉ huy cảnh sát mà tôi đã gặp ở khách sạn buổi tối nào khi trở về phòng tôi cũng nói chuyện đôi ba câu với người sĩ quan này hồ nói với tôi anh không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn thấy đất nước của anh trở thành cộng sản hiểu rằng tất cả đã mất quân việt đã tới cửa ngõ thành phố hổ đi tới đài tử sĩ trước lối vào đường lê lợi anh bỏ mũ rút súng ngắn tự bắn một viên đạn vào đầu. Hổ nằm ngã vật, thẳng cẳng, mũ đặt trên ngực, từ vết thương ghê gớm trên vành tay trái, máu trào ra, có lẫn cả một ít óc trắng. Hổ hãy còn thở gấp, rất ngắn, khi tôi đến nơi. Xe tăng tiến vào. Thứ tư ngày 30 tháng 4. Lúc này chuông đồng hồ lớn, hình tròn, trên mặt nhà thờ Sài Gòn xây bằng gạch màu hồng, chưa điểm 12 giờ trưa. Vài người đi bộ dạo bước trên đại lộ thống nhất, đó là con đường lớn dẫn đến dinh tổng thống trên các vỉa hè nhan nhản những đống mũ sắt súng mỹ túi đạn súng trường băng đạn súng máy mặt đường ngổn ngang những xe cộ bị vứt bỏ nhiều chiếc không còn bánh không còn ghế không còn xăng không còn bu di bọn hôi của đã qua đây tiếng pháo lớn đã hoàn toàn ngừng nổ sau khi đạn nã suốt đêm đến rạng sáng đạn pháo đã rơi gần trung tâm thành phố sài gòn đạn dốc két cũng đã ngừng bắn sự yên lặng lạ lùng này là thế nào? Phải chăng đây là một đợt ngừng để chuẩn bị cho trận tiến công cuối cùng? Đột nhiên, mọi người nghe thấy tiếng động cơ nặng chen lẫn tiếng bánh xích nghiến trên đường. Tôi vội quay lại. Trước mặt tôi xuất hiện một chiếc xe tăng hạng nặng T-54 do Liên Xô chế tạo. Trên xe có cắm một lá cờ Việt Cộng rất lớn gồm hai dải ngang màu xanh và đỏ, chính giữa có một ngôi sao vàng. Chiếc cổng sắt bị húc đổ theo sau chiếc xe tăng cắm cờ đi đầu là 14 chiếc xe tăng nữa. Toàn loại nặng 50 tấn chiếc nào cũng cắm cờ như vậy. Giữa những con quái vật khổng lồ bằng thép này là những chiếc xe chỉ huy cắm cờ hiệu, đi sen kẽ, nhưng không thấy có một lá cờ Bắc Việt nào. Các tháp xe tăng đều mở toang, để lộ những nòng súng dài và những lá chắn phủ bụi, gài các cành cây, các tàu dừa, các cọng rơm vàng nhạt. Trên mỗi chiếc xe tăng đều có những binh lính tóc đen cắt ngắn, quân phục màu xanh bằng vải thô, mũ cứng cũng màu xanh, trên tay có đeo băng đỏ, cũng có người chỉ đơn giản gài một miếng vải đỏ vào vai. Tất cả đều trẻ tuổi, có người rất trẻ. Phần lớn đi dép cao su, làm bằng những mảnh lốp tô màu đen. Đó là những đôi dép bác hồ nổi tiếng. Vài người đi chân không. Chiếc xe tăng đi đầu đã tới cổng dinh độc lập, nơi thiệu đã sống nhiều năm. Chiếc xe tăng tốc độ một chút rồi hút cánh công sắt vài quả đạn pháo và, và vài loạt trung liên từ xe tăng bắn lên trời hẳn đây là những loạt đạn cảnh cáo hoặc uy hiếp bởi vì đội vệ binh gác cổng đã xếp súng trên thềm và giơ cao tay xin hàng chiếc xe đầu đàn dừng lại những chiếc xe khác chiếm lĩnh các vị trí trong sân cỏ vài phút trôi qua chợt trên nóc dinh xuất hiện vài người lính bé nhỏ mặc quân phục xanh họ kéo lá cờ vàng có ba sọc đỏ tụt xuống rồi kéo cờ của họ lên tôi đang chờ các quý ngài ở đây các sĩ quan cấp cao cũng đã rời khỏi xe chỉ huy. Có binh linh vũ trang hộ tống, họ bước nhanh trên bậc thềm rồi lọt vào phòng làm việc của tướng Minh. Tôi đang chờ các quý ngài ở đây. Đó là lời phát biểu của tướng Dương Văn Minh trên đài phái thanh Sài Gòn vào lúc 10 giờ sáng, trong lời kêu gọi gửi tới đối phương đang sẵn sàng mở trận tổng tiến công vào thành phố. Mình cũng đã ra lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội Nam Việt Nam ngừng chiến đấu. Giờ đây, ông ngồi yên trong gian phòng tổng thống rộng rãi như đã báo tin thái độ rất bình tĩnh ông trao đổi vài lời với những cộng sự viên và vài bộ trưởng mà ông đã kịp thời chỉ định hôm trước các sĩ quan việt kéo vào tiến thẳng đến chỗ mình đang đứng trong số những sĩ quan đến đây với tư cách những người chiến thắng không ai đeo cấp hiệu phù hiệu có cả một số thành viên trong tổ chức việt cộng hoạt động bí mật ở sài gòn biết rất rõ tướng minh họ lại gần ông và nói ông đã góp phần lớn làm cho sài gòn khỏi bị hủy diệt chúng tôi cảm ơn tướng minh trả lời ông xin hàng và trông cậy vào sự rộng lượng của những người chiến thắng đoạn này tác giả không được chứng kiến chỉ nghe kể lại nên có chi tiết không thật chính xác mấy hôm trước đây liệu tướng minh có nghĩ là có khả năng thương lượng hay không tôi không tin khi tôi gặp tướng minh trước ngày ông nhậm chức tổng thống tôi có cảm tưởng ông nghĩ không có khả năng tránh khỏi một sự đầu hàng nhưng chắc chắn ông hy vọng có thời gian thảo luận về những điều kiện mềm dẻo bộ binh tới phía sau xe tăng là đơn vị bộ binh cơ giới. Binh lính ngồi chật bên trên những chiếc xe lại Molotova ngụy trang bằng nhiều cành cây. Một số xe có bố trí trọng liên hai nòng và bốn nòng có tốc độ bắn nhanh. Chiếc xe Molotova đầu tiên dừng lại ở đầu phố Pasteur. Một phần binh lính từ trên xe nhảy xuống, tiến thận trọng, men theo bờ đường, đầu ngọn súng hướng về các cửa sổ và các mái nhà. Chiếc xe tải từ từ lăn bánh theo người lính giữ khẩu trọng liên trên xe sẵn sàng nhả đạn yểm trợ bảo vệ cho toán lính trinh sát trong trường hợp có vài kẻ bắn tỉa từ sân gác một tòa nhà nào đó bắn xuống. Nếu có một dúm lính Sài Gòn tuyệt vọng muốn tiến hành một trận chống cự cuối cùng, xuất phát từ một chiếc xe bọc thép bỏ lại bên đường, một hầm cố thủ bê tông, hoặc một trong số những chiến lũy đắp bằng bao tải đựng cát dài rác khắp các đường phố, thì lính chiến thắng sẽ sử dụng luôn khẩu súng phóng lựu đạn pc 7 con nòng dài bắn ra những quả đạn hình phễu có chứa chất nổ với sức công phá lớn. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Phía xa, vẫn có tiếng súng nổ từng đợt, xen kẽ với những loạt đạn trung liên 12,7 ly kéo dài là tiếng sủa ngắn gọn của pháo đặt trên xe tăng. Nhưng trên đường phố Pasteur là nơi tôi đứng, tất cả đều yên tĩnh. Trước khi xuất hiện người chiến binh đầu tiên trong bộ quân phục màu xanh lá cây, dân chúng tại khu phố này cũng như tại tất cả các khu phố khác trong Sài Gòn đã treo cờ Việt Cộng lên các khung cửa sổ. Sau đó, họ đã khôn ngoan dắt trẻ con vào nhà rồi đóng cửa ra vào lại khi thấy không khí trôi qua thanh bình mọi người mới lại bắt đầu ra khỏi cửa những người lính quân phục màu xanh giơ tay vẫy chào họ trẻ con là những người đầu tiên đáp lại rồi đến đàn ông đàn bà mọi người tập hợp thành từng nhóm trên hè sau đó mọi người bắt tay nhau dân chúng nắm tay những người lính mà toàn thành phố gọi là bộ đội có nghĩa là những binh lính miền bắc tôi không nhìn thấy những cảnh hồ hởi như khi nước pháp được giải phóng có những tiếng reo hò, những bàn tay vẫy cờ, những cô gái ôm hôn những anh lính, những người đàn ông mang chai rượu chạy đến. Ở đây không có những cảnh đó, nhưng đôi bên nói chuyện với nhau rất thân tình, có cả một sự tò mò giữa hai phía, và ở bất cứ nơi nào, hơn 3 triệu dân trong thành phố cũng thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Sài Gòn không bị thiêu hủy và chiến tranh đã kết thúc. Đội quân của Bắc Việt Nam, thứ tư ngày 30 tháng 4 một loạt súng nổ đột ngột ngay gần chỗ tôi đường phố pasteur vụt vắng tanh dân chúng trong khi đó những người lính bộ đội nấp phía sau cây me hoặc trong góc cửa dương súng bắn về phía trụ sở bộ tư pháp là nơi có vẻ như đang có một ổ đề kháng tôi nhìn thấy những người lính này nhảy vọt từng đợt lên phía trước súng máy nhà đạn vài quả lựu đạn nổ rồi tất cả lại im lặng chỉ nghe thấy tiếng những đoàn xe chạy vọng lại từ trung tâm thành phố không một phát súng nào bắn vào trụ sở Bộ Quốc phòng mà quân đội Sài Gòn đã biến thành những pháo đài, có ụ súng và những lớp hàng rào dây thép gai. Khi tổ xung kích được lệnh tiến vào chiếm lĩnh, họ chỉ thấy có một đại tá, người này đang ngồi một mình trong phòng làm việc của bộ trưởng để tiến hành những thủ tục bàn giao. Ông ta nộp súng ngắn, nói một câu theo nghi thức và thế là lễ bàn giao kết thúc. Những đội FFI và FTP ở Nam Việt Nam trong các phố ở trung tâm Sài Gòn bắt đầu xuất hiện những người dân đeo băng vải đỏ trên cánh tay áo. Đó là lực lượng vũ trang hoạt động bí mật trong thành phố, giống như các đội FFI và FTP của Pháp thời kháng chiến chống Pháp xít Đức. FFI tên gọi tắt lực lượng kháng chiến trong nội địa Pháp, thuộc phía theo De The Gaulle, FTP, lực lượng dân quân du kích do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức và chỉ đạo. Họ là lực lượng giải phóng. Những người này được trang bị súng trường M16, súng ngắn, lựu đạn, tiểu liên họ chỉ việc cúi xuống nhặt là kiếm được các thứ vũ khí này trên đường phố số súng đạn lính sài gòn vứt lại khi tháo chạy có thể trang bị cho cả một sư đoàn bộ binh một bạn đồng nghiệp của tôi là philip marcovici nhặt được cả một chiếc mũ lưỡi chai có gắn cấp hiệu thiếu tướng và một chiếc bật lửa có ghi chữ quà tặng của tổng thống thiệu phải chăng như một số người khẳng định những tổ vũ trang việt cộng này đã xuất hiện trong thành phố trước khi những chiếc xe tăng đầu tiên của đội quân chủ lực tiến vào riêng tôi tôi không được nhìn thấy tận mắt nhưng tôi tin chắc là những người táo bạo nhất trong bọn họ đã ra khỏi vòng bí mật lộ rõ mặt và chiếm đoạt vũ khí nếu họ chưa có trước khi quân chủ lực kéo tới ít nhất cũng tại một số khu phố dù thế nào đi nữa chúng tôi cũng biết lịch sử chính thức sẽ ghi là dân chúng sài gòn đã nổi dậy khi các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng tiến đến gần người ta cũng sẽ khẳng định hành động chung này đã góp phần đập tan bẻ lũ mỹ thiệu người ta sẽ không tách rời vai trò của nhân dân với quân đội bởi vì bản thân quân đội cũng từ nhân dân mà ra riêng về phần cá nhân tôi lo sợ đặt ra câu hỏi thật sự này có bao nhiêu người kháng chiến hoạt động bí mật tại sài gòn sau bao nhiêu năm dưới chế độ độc tài quân sự bị vây giáp bắt giữ tù đầy tra tấn bắn giết tôi chắc rằng rất ít đây hoàn toàn do tác giả suy luận không nêu được dẫn chứng cụ thể nhưng đội ngũ này đột nhiên tăng vọt khi mọi nguy hiểm không còn nữa chiếm lĩnh trụ sở quốc hội. Trong khi đội quân chủ lực tuần tự tiến từ khu phố này sang khu phố khác nhằm chiếm đóng khu vực dân cư rộng lớn, những lực lượng kháng chiến bí mật trong nội thành lúc này cũng chuyển sang hoạt động công khai, gieo hò ầm ý các phố, đi trên những chiếc xe jeep mà các nhân viên chính phủ đã bỏ lại rất nhiều. Bên hoạt động, bên gây náo động, quân chủ lực thực hiện một kế hoạch quân sự không chậm trễ, không ngần ngại. Quân nội thành hoạt động nhằm bộc lộ sự có mặt của mình một nhóm những chiến binh không quân phục này tiến đến trước trụ sở quốc hội. Họ cố xô đổ cánh cổng đã khóa nhưng không được. Một người mặc quần xanh thấm, áo sơ mi xanh nhạt, đi chân đất liền trèo lên mặt tường phía trước, tháo lá cờ năm Việt Nam vứt xuống đất, thay bằng lá cờ Việt Cộng. Mọi người xuống lại nhìn. Lại có tiếng súng nổ. Đám đông dân chúng giải tán. Trên quảng trường nhanh chóng vắng hết dân, chỉ còn lại những chiến binh, đứng hoặc ngồi, súng chĩa lên nóc nhà tiếng súng có vẻ như bắn ra từ tòa thị chính người ta nghe thấy có hai hoặc ba tiếng nổ lớn rồi im bặt lũ trẻ con lại bắt đầu chạy nhảy nô đùa giữa những lớp rào dây thép gai dọc phố lê lợi là đại lộ chính của khu trung tâm có một đoàn tù binh mặc quần áo loang lổ ngồi kéo dài trong số này có khoảng gần mười người tù mặc thường phục lính việt cộng đứng gác một người ra lệnh đoàn tù binh vội xếp thành hàng một nối nhau đi về phía nhà ga chỉ có hai lính áp giải đoàn xe tăng không ngớt. Cùng với thời gian, bộ đội kéo vào thành phố mỗi lúc một đông hơn. Tất cả các đại lộ đều thấy xuất hiện những đoàn quân dẫn đầu là các xe tăng T-54, pháo tự hành, pháo cao xạ, xe bánh xích, xe tải, xe liên lạc. Chiếc xe nào cũng chật lèn binh lính, trang bị nhiều loại súng máy, súng phóng lựu đạn phóng dốc két, súng cối hạng nhẹ. Đây không phải là đội quân du kích của mặt trận dân tộc giải phóng, được tuyển mộ ở miền Nam Việt Nam. Xuất phát từ những đồng ruộng và rừng rú kéo về chiếm lĩnh thành phố. Đây là cả một đội quân của Bắc Việt Nam, trang bị mạnh mẽ các vũ khí Xô Viết tối tân, tiến vào Sài Gòn, từng đại đội này đến đại đội khác, tiểu đoàn này đến tiểu đoàn khác. Chúng tôi đã được biết, tất cả 23 sư đoàn Bắc Việt này, tức là toàn bộ khối chủ lực tác chiến của tướng Giáp từ vài ngày trước đã hình thành một vòng vây thép cách Sài Gòn khoảng 30 km. Nhưng đó mới là chuyện được biết còn bây giờ thì được nhìn tận mắt những đơn vị bộ binh cơ giới hầu như vô tận này chỉ riêng có tướng pháp van Xem mà tôi tình cờ được gặp là không ngạc nhiên ông nói chà họ chỉ có khoảng hơn hai đại đội xe tăng là cùng vẫn những chiếc xe này chạy ra chạy vào đấy mà nhưng khi đi thu thập tin tức thì được biết đã có hơn hai sư đoàn xe tăng kéo vào thành phố cũng cái kiểu nói như thế này khoảng chưa đầy nửa tháng trước tôi đã gặp một sĩ quan pháp chiến đấu chống quân việt ở bắc kỳ trong cuộc chiến tranh việt pháp nói, chỉ cần cho tôi hai đại đội cảnh sát vũ trang cơ động là tôi giành lại Xuân Lộc được ngay. Thành phố Hồ Chí Minh, trên túi áo sơ mi cộc tay, từ hai hôm nay tôi vẫn gài một tấm biển nhỏ, một bên là hình lá cờ Pháp với ba màu xanh, trắng, đỏ, một bên là dòng chữ viết bằng tiếng Việt, báo chí Pháp. Khi nhìn thấy hàng chữ này, những người lính Bắc Việt mà tôi gặp trên hệ phố đã tiến lại gần, tươi cười bắt tay tôi. Họ nói bằng tiếng Việt, hỏi tôi, Pháp, rồi chỉ vào ngực tôi hỏi tiếp, "Paris?" Tôi gật đầu. Họ có vẻ hài lòng. Tôi cũng chỉ vào ngực họ, hỏi "Hà Nội?". Họ công nhận và phá lên cười như con nít. Tôi viết những dòng này vào lúc trời đã tối, dưới ánh sáng một ngọn đèn dầu. Từ lúc 13 giờ 40 phút đã tắt điện, mọi liên lạc vô tuyến đường dài cũng đã bị cắt. Sài Gòn như bị cô lập với thế giới bên ngoài cho tới bao giờ? Chúng tôi không được biết chút gì. Điện vẫn bị cắt. Từng đoàn dài xe tăng bật đèn sáng quắc tiếp tục kéo vào thành phố. Tôi nhìn thấy những chiếc xe này đi ngay ở phía dưới cửa sổ, rung chuyển cả tòa nhà. Dù sao ít nhất trong đêm nay, nếu không ngủ được thì cũng không nghe thấy tiếng dốc két. Đài báo tin, Sài Gòn sẽ mang tên Hồ Chí Minh. Liên hoan nhân dân trong thành phố. Thứ năm ngày một tháng năm, từ lúc dạng đông, mọi người trong thành phố đã xuống đường. Hàng nghìn người đi bộ, đi xe đạp, xe máy, chỉ có một ít đi xe ô tô, vì thiếu xăng chăng? Họ đi đâu thế này? Họ đi về phía dinh độc lập để được nhìn thật gần những anh lính bé nhỏ, mặc quân phục màu xanh lá cây. Khoảng đất rộng dợp bóng cây phía trước những hàng rào sắt, đã có những chiếc xe tăng, xe bọc thép chở quân, pháo cao xạ. Binh lính nằm ngủ trên cỏ, ngay bên cạnh đám khí tải ghê gớm này. Bây giờ, họ đã trở dậy, thổi cơm, giặt rũ, một số lau súng. Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội dân Sài Gòn đã hết mọi e ngại, sán lại bắt chuyện với các chú bộ đội. Bao giờ cũng là câu hỏi đầu tiên, không thay đổi. Chú từ đâu tới đó? Câu trả lời lúc nào cũng giống nhau. Hà Nội, những anh lính này thuộc các đơn vị xe bọc thép Bắc Việt, đại đa số là người xứ Bắc Kỳ. Nói chuyện với những người tò mò đang vây quanh, những người lính này kể lại cuộc hành quân kéo dài gần hai tháng, từ vĩ tuyến 17 đến tận đồng bằng sông Cửu Long. Họ biểu diễn thao tác loại súng tiểu liên Trung Quốc AK-47. Họ tháo, lắp không biết mệt loại súng máy Soviet Kalachnikov. Họ giải thích cách bắn súng phóng dốc Ketzer PG-7, một thứ vũ khí cá nhân, một người điều khiển, đạn có thể khoan thùng vỏ thép xe tăng. Con gái, con trai đám dân Sài Gòn trèo lên xe tăng T-54, lên xe tải Molotova, lên cả pháo cao xạ, được các pháo thủ biểu diễn cho xem cách điều khiển nhằm bắn. Hố ngăn cách trong khắp thành phố, nơi nào cũng có cảnh thân ái đây tình anh em như vậy. Những người thợ may cờ Việt Cộng, dù theo chủ nghĩa cơ hội hay là xuất phát từ niềm tin, đều làm việc hết công suất. Một người bạn đồng nghiệp của tôi là Yves Nguy Bơ cho rằng màu vàng của những lá cờ Nam Việt Nam lúc này được sử dụng để may ngôi sao vàng trên quốc kỳ mới. Tại trụ sở quốc hội tổ chức một cuộc meeting của giới viên chức, một quan chức đứng dưới tấm hình chân dung Hồ Chí Minh, giải thích cho mọi người rõ công việc sẽ tiếp tục vào ngày mai. Tan cuộc họp, từng người xin ghi tên tiếp tục đi làm. Những người này được nhận mỗi người một chứng chỉ. Tại sở báo chí, một người đội mũ cát két màu xám nhạt đánh máy danh sách tất cả những nhà báo tới trình diện. Người cán bộ này nói, đây chỉ là một hình thức đăng ký đơn giản, nhưng không có huấn thị gì đối với những đặc phái viên hoặc phóng viên thường trú là người nước ngoài, có tới 125 người. Trước trung tâm bưu điện, các cán bộ mặt trận giải phóng tổ chức cuộc meeting đầu tiên họ đi tới bằng xe jeep căng biểu ngữ đọc một bài phát biểu ngắn và mời dân chúng đi diễu hành tới dinh độc lập lúc này đã vắng người hàng ngàn cuộc nói chuyện chứng minh với tôi là niềm vui lập lại hòa bình đang hòa trong tình cảm chung chỉ có một số rất ít dân lộ vẻ không hồ hởi những người lính nhỏ nhắn mặc quân phục màu xanh lá cây mà người ta gọi là các chú giải phóng nhất định là những người anh em cùng giống nòi nhưng trong xã hội vẫn còn hố ngăn cách những trận chiến đấu cuối cùng niềm vui không đến với tất cả mọi gia đình ở Sài Gòn. Những giờ phút cuối cùng của chiến tranh lại đẫm máu hơn người ta tưởng. Dần già, khi đi trong khu dân cư và hỏi chuyện nhiều người dân mới phát hiện được những sự kiện chưa biết. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, một đơn vị lính dù đã chiến đấu quyết liệt tới cùng, phá hủy năm xe tăng Bắc Việt, khung xe vẫn còn âm ỉ bốc cháy. Tại gia đình, chợ lớn và nhiều khu phố khác, chung quanh các trại lính và gần tổng nha cảnh sát, vài nhóm lính đã tiến hành một trận đánh cuối cùng vì danh dự nhà binh đôi khi quân tiến công phải điều động xe bọc thép tới để thanh loàn những ổ kháng chiến cuối cùng này ngoài ra một máy bay có cánh và một máy bay lên thẳng bị rơi ngay giữa khu dân cư đã gây ra nhiều thiệt hại số người chết chưa có thống kê chính thức nhưng những người bị thương thì tràn ngập các bệnh viện thỉnh thoảng vẫn còn nghe thấy có tiếng nổ lớn ở phía xa đó là những kho đạn vào buổi tối việc phá hủy một kho bom ở căn cứ không quân biên hòa đã làm vọt lên giữa những ruộng lúa những cột khói hình nấm như bom nguyên tử người ta bảo đó là loại bom cbu phát nổ vào cuối buổi chiều tôi thấy có nhiều xe tải molotova chở lính hải quân tới trụ sở bộ tư lệnh hải quân tôi hỏi các anh từ đâu đến đây từ hà nội chúng tôi là bộ đội hải quân miền bắc việt nam những người lính thủy này vừa mới vượt 1.800 km bằng xe tải trong 4 ngày 4 đêm. Có lẽ họ đang tìm chỗ ngủ. Một số leo lên các thành chắn, duỗi chân, nắn chân một lúc cho khỏi tê bại rồi lần lượt từng người đi vào các tàu chiến bỏ lại trên sông Sài Gòn. Khi trời tối, những người chiến thắng vui mừng bắn một loạt pháo hoa chung quanh thành phố. Suốt gần một tiếng đồng hồ, những đạn tín hiệu các màu trắng, đỏ, xanh và cả những quả pháo sáng màu vàng ngày hôm qua vẫn còn dùng trong những trận chiến đấu ban đêm, buộc dù, lơ lửng từ trên cao rơi xuống. Sài Gòn suýt nữa bị hủy diệt. Thứ sáu ngày 2 tháng 5, sự cá cược về số phận Sài Gòn mà nước Pháp đặt ra, chúng tôi đã biết, biết trước khi một số người rõ chuyện gì tai chúng tôi. Chính phủ Pháp đã để cho hàng chục ngàn người Pháp giữ nguyên vị trí của mình ở Sài Gòn. Điều đó chẳng nói lên rằng Pháp đã không làm khác được hay sao. Nước Pháp không có khả năng vật chất để di tản những công dân của mình ra khỏi Sài Gòn, không có tiềm lực gần như hạm đội 7 của Mỹ, không có một đội quân máy bay lên thẳng. Tổng thống Pháp Giscard phải quyết định ngay cùng một lúc hai địch thủ đánh nhau trong thành phố. Quyết định này cho phép tổng thống có quyền và nhất là có khả năng tiếp xúc với ba bên là Hà Nội, chính phủ cách mạng lâm thời, Nam Việt Nam là những nơi Pháp có những đại diện ngoại giao và tiếp xúc với cả đại diện ba bên này tại Paris, tổng thống Pháp đã nài ép họ lần lượt hết bên này đến bên khác, thương lượng với nhau. Jean Mary lần được coi là một đại sứ sung kích của Pháp, là đặc phái viên tại chỗ của Điện Élysée bên cạnh các nhà chức trách Nam Việt Nam. Cuối cùng, sau khi đã đặt lên bàn cân mạng sống của 10.000 người Pháp ở Sài Gòn, trong đó chỉ có một phần năm là gốc châu Âu, người ta đã tránh được một trận Stalingrad tại đây. Nhưng về lý lẽ có thể sẽ không đúng, bởi vì các bên đối địch đều cứng đầu cứng cổ và có tác phong đàm phán lề mề chậm chạp của những người châu Á. Chỉ cần chậm chế vài giờ là sự cá cược của Pháp có thể dẫn đến thảm họa. Bây giờ, tôi đã được biết, vì đâu chúng tôi đã thoát khỏi cuộc chiến trong thành phố. Một đại úy pháo binh Bắc Việt đã nói với tôi. Chúng tôi đã nhận được lệnh bắt đầu bắn phá Sài Gòn ngày thứ tư 30 tháng 4, nếu không nhận được sự đầu hàng. Chúng tôi đã chia thành phố ra thành 30 ô vuông. Mỗi ô vuông là mục tiêu cho 100 quả dốc két. Chúng tôi sẽ tuần tự bắn phá lần lượt từng ô vuông một. Nói thế, chắc ông hiểu rồi. Người sĩ quan này không cần nói thêm gì nữa. Sáng nay, tôi đã tới thăm bệnh viện Gro. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị thương tới mức người ta phải xếp hai người nằm chung một giường, hoặc đặt nằm trên cáng thương để ở dưới đất. Đây là một bệnh viện của Pháp. Một thầy thuốc đã dẫn tôi đến phòng gây mê hồi sức, thật kinh khủng. Có những trẻ nhỏ bị cụt chân cụt tay, một phụ nữ bị bỏng toàn thân, một người lính trẻ bị mù một người nữa bị đạn vào gáy vẫn còn thoi thóp thở. Bác sĩ gây mê hồi sức nói với tôi. Hôm trước, tướng Phan Văn Thứ chỉ huy sư đoàn Buôn Ma thuộc quân đội Sài Gòn được đưa tới đây. Ông ta định tự tử bằng cách uống một lọ Nivaquin. Chúng tôi xử trí bằng cách cho ông thở oxy. Nhưng oxy đang thiếu. Chỉ còn lại một ít trong bình cần phải dùng cho ca mổ. Tôi đành phải cắt suốt của ông tướng này. Ông ấy đã chết. Bác sĩ nói thêm. Thôi, thế càng tốt hơn từ thứ tư 30 tháng 4, ngày nào xe cứu thương cũng đưa tới bệnh viện Gro những người tự sát cần phải cấp cứu. Ở đây người ta chỉ nhìn thấy một số, còn những người khác, nhiều người nữa. Đại tá Hổ là một trường hợp. Hai giờ sau khi tôi nhìn thấy viên chỉ huy cảnh sát này rút súng ngắn bắn vào Thái Dương, ông được đưa đến bệnh viện Gro và đã chết trên cáng. Tại nhà đồng chí Tạo, tôi đến bộ thông tin. Tại đây, một viên chức trẻ tuổi của chính quyền cũ sáng hôm nay vừa mới run như cầy sấy trở lại nhiệm sở, dẫn tôi đến gặp ông Bích, giám đốc sở báo chí, là một người đáng yêu mà tôi đã quen biết. Nhưng ông Bích đã đi biệt. Trong phòng tôi chỉ nhìn thấy có một chiến sĩ du kích tên là Thanh Long đang ngồi tại một cái bàn giấy có đặt ấm nước trà, một máy điện thoại, một máy chữ và một bản đồ thành phố Sài Gòn có ghi màu đỏ tất cả những trụ sở cần chiếm đóng và kiểm soát. Người cán bộ này đeo trên cánh tay một băng vải đỏ ghi chữ H5. Ông ta nói, đây là ban đặc biệt phụ trách thông tin chúng tôi vừa mới trao đổi được vài ba câu thì một người cấp cao hơn có lính bảo vệ đi kèm tiến vào phòng mọi người gọi ông là đồng chí tạo ông ta có cặp mắt sắc giọng nói cao thể hiện lòng say mê chiến đấu ông nói với tôi hiện nay thành phố sài gòn tạm đặt dưới quyền ủy ban quân quản trong khoảng bao lâu nữa ồ việc tiếp quản một đô thị quan trọng như thế này đòi hỏi phải có thời gian khi nào thì bắt đầu lập ủy ban hành chính, chính phủ cách mạng lâm thời sẽ thay thế ủy ban quân quản nhưng không trước ba tháng. ông nói sao? ba tháng. đồng chí tạo có vẻ tin ở lời mình nói nhưng liệu ông có biết thật không? tôi không rõ vì không biết ông giữ cấp bậc gì, đảm đương chức vụ gì. phải chăng ông chỉ đến đây để tiếp quản những bàn, phòng của bộ thông tin như tấm bản đồ trải trên bàn ghi dấu liệu ông có phụ trách việc cải tổ bộ thông tin theo những phương thức mới không? Làm sao tôi biết được? Tôi hỏi. Còn chúng tôi, những nhà báo phương Tây thì ông dự định sẽ làm gì? Chúng tôi chưa nhận được những chỉ thị của cấp trên về việc này. Lời hứa hẹn là như vậy đó. Du kích dởm. Hồng, một chú bé 15 tuổi, nhanh nhẹn, hoạt bát, trước kia thường bán những cuốn sách nhỏ, gọi là sách bỏ túi của Mỹ trước cửa khách sạn Continental. Nay vừa mới tự cải tổ, chú kiếm được một chiếc áo chẽn, khoác vào người, đeo thêm một băng đỏ. Chú đã kiếm được một khẩu súng cóc pin M16, cả đạn và băng đạn, túi đạn. Thế là chú tự biến đổi thành một lính nhóc, làm luật với đám trẻ con trong khu phố. Tôi gặp Hồng